sẽ tặng mọi người bài Duyên Phận nha. Hát hơi dở xíu đừng chê. Không bằng chị Như Quỳnh được đâu. Lâu lắm rồi mới hát lại bài đó cho nên là không biết có hát nổi không. Gung lắm. Ok, cho em cái. Quên. Đây. Rồi cả nhà chuẩn bị nha. Mình chuẩn bị tung bông tung hoa nha trong lúc chị hát nha. Trời ơi. Hồi hộp quá. Yeah, có cái tay kìa. Yeah, trái tim này hứng. Hồi dễ thương quá. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Trời tặng bông tặng tim em quá trời luôn. Chôm chôm luôn. Không, chôm chôm là sẽ còn mù hoài. Có cái lo đẹp lắm. Không biết hát nổi không nữa. Đau lắm rồi. Alo. Nghe rõ mọi người. Sao 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 s
Nước con trời. Sợ quá. Cảm ơn mọi người nhiều nha, tại giờ khen hay quá trời, tông cao rồi các thứ không? Không, nhưng mà tại vì chị hát rất là hay. Có một cái nha, những cái anh chị khác mà để micro vô là sẽ bị méo miệng. Hay thì có cái filter. Mà đặc biệt cả nhà mình thấy không, chị rất là xinh và không hề có filter nha. Có nghĩa đưa cái mic vô là không méo cái mic luôn. Hay lắm, đúng không? Mọi người comment giúp em rồi, nãy giờ thấy không hề méo cái mic luôn. Trời ơi, người ta xinh rõ ràng. Cảm ơn mọi người. Mê chị luôn. Vui quá, hài vui này lại vui quá. Được hát tặng mọi người trong này nữa nè. Với lại là hôm nay hình như là chị livestream kiểu em thấy dạng hơn á, đúng không? Vậy hả? Chắc có em á. Chứ bỏ gài và live một mình nghe nó trời ơi nó buồn. Có mừng mà anh chị hay là em đồ là qua live được vui lắm. Trời ơi. Em phải qua em live thường xuyên. Cả nhà em múa mà. Muốn thì em qua em live thường xuyên, trời ơi. Cả nhà ủng hộ nha mọi người nha. Ủng hộ em đây, chắc cho coi hình quá. Coi hình. Có em hả? Lát nữa mình làm thử thách. Mọi người ok kìa, vô tay. Lát nữa mình làm thử thách đi rồi em vô. Làm thử thách là sao trời? Ý là làm thử thách gì đó rồi đạt được cái thử thách đó rồi em đi vô. Giống kiểu là lên được 3K gì đó kiểu vậy. Vui quá. Chứ cảnh chứ ai sai nha. Không phải sai rồi nha. Sai rồi. Ôi cảm ơn cái cảnh em đi. Lẹ đi, ok đồ. Vui quá. Không phải trí cảnh nha. Mọi người, nãy giờ người ta kêu là hồng treo gió rồi mà. Ông lại là hồng treo gió hoài sao? Cũng phải biết ai đang ngồi đây chứ. Thương bé Loan lắm, khi nào vào Sài Gòn chị qua bé Loan nha. Trời ơi, sẵn dạ, sàng đón sẵn tiếp. Sẵn sàng đón tiếp chị luôn. Dạ. Sẵn sàng đón tiếp đại gia đình đến cùng em. Cái này mà chắc mình làm off fan chắc vui nè. Đông á. Tuấn, không phải luôn. Bạn ăn Vũ Luân, dạ không phải luôn.